Kinh tế của tôi đủ để ngồi chơi không với con trai tới khi 20 tuổi. Ai cũng biết Mr. Đàm là ông hoàng nhạc Việt, nhưng hiếm khi có ai thực sự nghiêm túc suy nghĩ về khối tài sản khổng lồ mà anh đang sở hữu. Kinh qua 30 năm trong nghề với nhiều thành tựu đáng nể và giữ được độ hot trước truyền thông một thời gian dài, Đàm Vĩnh Hưng ngoài đứng đỉnh cao ở làng giải trí còn ngự trị trên một núi tiền. Bao nhiêu siêu xe, penthouse bạc tỷ cho tới cổ phiếu công ty, không thứ gì mà Mr. Đàm không có. Vậy rốt cuộc Đàm Vĩnh Hưng giàu đến cỡ nào? Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip tụi mình nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Nổi lên từ những năm 90, 2000, Đàm Vĩnh Hưng được xem là một trong những ca sĩ hot hit nhất lúc bấy giờ. Dường như già trẻ, lớn bé, ai cũng từng nghe Bình Minh sẽ mang em đi, Tình ơi xin ngủ yên. Rất nhiều bạn trẻ thời đó còn thuộc lầu lầu hơn cả bảng cửu trường. Phòng trà nào cũng thấy treo poster của Mr. Đàm. Đêm diễn bán vé, vèo một cái đã hết sạch. Một đường thẳng tiến không có gì cản trở, còn ôm cả chiếc cúp danh giá trong tay. Không là gì khi Đàm Vĩnh Hưng được mệnh danh là ông hoàng nhạc Việt. Điều này cũng dẫn tới nguồn thu đầu tiên và lớn nhất của anh lúc đó là tiền cát-xê. Không ai biết được con số cụ thể vì đây là bí mật kinh doanh. Nhưng ai cũng có thể khẳng định rằng Đàm Vĩnh Hưng được trả một con số rất cao. Từng có một bầu sâu lớn thì thầm to nhỏ với phóng viên rằng cát-xê của Mr. Đàm dao động từ 7.000 đô đến 15.000 đô cho một show. Tức là bầu sâu phải chi ra hàng chục tỷ đồng mới có thể mời ông hoàng nhạc Việt về hát. Đây cũng là lý do vì sao khi nhắc tới ba chữ Đàm Vĩnh Hưng, người ta sẽ suy nghĩ ngay tới những căn biệt thự siêu sang trọng ở Việt Nam và Mỹ, cũng như các bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ. Nhà của Mr. Đàm phải gọi là cái lâu đài giữa lòng Sài Gòn, chứ không phải là nhà nữa. Nam ca sĩ đã xây dựng một biệt thự tọa lạc tại quận 10, trên khu đất rộng hơn 1.000 m². Mr. Đàm tự hào rằng đây là cơ ngơi sẽ khiến cho người ta choáng ngợp bởi vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp và bề thế. Mà quả thực đúng là như vậy. Biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại như là hồ bơi, phòng gym, phòng karaoke, phòng xông hơi, cùng những món đồ nội thất nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, đáp ứng mọi nhu cầu của gia chủ. Tất nhiên, nó cũng lên tới cái giá là 60 tỷ đồng. Nam ca sĩ còn từng sở hữu một căn penthouse trên không với trị giá 50 tỷ đồng. Khu nhà này nằm ở tầng cao nhất của khu Sunrise City, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kể đến khu vực vườn sân trên cao, quy mô của căn hộ này đã lên tới 700 m². Chưa dừng lại ở đó, Đàm Vĩnh Hưng đã chơi lớn hơn khi tiến dần phạm vi bất động sản của mình ra tới Nha Trang. Anh đã mua 2 căn liền kề rồi sửa thành căn hộ lớn. Càng khiến cho người ta phải há hốc mồm khi Mr. Đàm chia sẻ rằng mình đang sở hữu một căn biệt thự rộng lớn trị giá hàng triệu đô nằm ở Huntington Beach, một trong những phố tại quận Cam, phía nam tiểu bang California, Mỹ. Không biết quý ngài sau đó có tính mua thêm ở đâu nữa không, nhưng giờ đang có vài căn mà căn nào cũng triệu đô thì giàu kích xù rồi. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng còn nổi tiếng với niềm đam mê với xe hạng sang và sở hữu bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ có giá trị hàng chục tỷ đồng. Một số chiếc xe nổi tiếng trong bộ sưu tập của anh bao gồm siêu xe thể thao đình đám của Ferrari, sở hữu tốc độ và khả năng vận hành ấn tượng Ferrari 488 GTB, chú bò điên Lamborghini Aventador với thiết kế hầm hố và động cơ mạnh mẽ, chiếc SUV cỡ lớn sang trọng của Mỹ được mệnh danh là lâu đài di động Cadillac Escalade. Chiếc xe trang trọng mang đậm phong cách quý tộc Anh, sở hữu nội thất đẳng cấp và tiện nghi cao cấp, đó là Bentley Mulsanne. Nổi bật với bộ sưu xe sang của ông hoàng nhạc Việt có thể kể đến nữa là chiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng. Xe được mạ vàng ở các bộ phận như là tay cầm, khung xe. Giữa thời tiết Sài Gòn nắng nóng như đổ lửa hiện nay mà có chiếc xe của quý ngài đây đi thì đúng là tuyệt vời. Tiền nhiều để làm gì? Suy nghĩ ngay lập tức chính là đốt tiền vào các sở thích cá nhân. Mr. Đàm đã quyết định tận hưởng một cuộc sống xa hoa và cực kỳ thoải mái. Anh mua cả máy bay riêng, đi diễn cũng ở các resort cao cấp, đi du lịch còn đều hơn cả nhân viên đi làm chấm công. Nhưng vậy vẫn chưa hết tiền. Thế là anh chi tiền cho kim cương, món đồ mà Đàm Vĩnh Hưng yêu thích nhất. Năm 2016, nam ca sĩ từng gây xôn xao khi đầu tư 12 tỷ đồng cho live show Diamond Show kỷ niệm 20 năm đi hát của mình tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó con số gây sốc nhất là một mô hình viên kim cương trị giá 200 triệu đồng cho tiết mục mở màn chỉ xuất hiện trong đúng 5 phút. Đúng là đẳng cấp cao của người giàu bằng thực lực. Bên cạnh đó thì Đàm Vĩnh Hưng còn có niềm đam mê cháy bỏng với đồng hồ. Anh sở hữu một lô lốc các đồng hồ cao cấp, dù trên thực tế nó không mấy khi hợp với đồ anh đang mặc. Nhưng thích là sẽ mua thôi. Người ta chỉ biết nhiều về đồng hồ của Mr. Đàm khi nhờ đăng tin thất lạc chiếc đồng hồ Cartier trị giá 1,5 tỷ đồng. Bẵng đi vài năm sau đó, ông hoàng nhạc Việt lại thu hút với sự chú ý người hâm mộ khi xuất hiện cùng chiếc Cartier vàng 18K nạm đầy kim cương ở mặt số và dây đeo. Theo các nguồn tin, giá lên tới gần 4 tỷ đồng là khoảng 180.000 đô la Mỹ. Phải nói rằng trong rất nhiều năm làm nghề, Đàm Vĩnh Hưng đầu bây giờ đã toàn sạn. Không chỉ ăn tiêu cho bản thân, anh cũng nhận thức rõ về chân lý tiền sinh ra tiền. Vậy nên không chỉ đi hát mà nam ca sĩ còn đầu tư vào các lĩnh vực như bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, giải trí. Anh bắt đầu tham gia vào lĩnh vực đầu tư khi có cổ đông sở hữu 30% cổ phần trong hệ thống chuỗi cháo dinh dưỡng Cây Thị. Đây là một thương hiệu lớn ở Việt Nam vào đầu thập niên 2000. Đáng tiếc sau đó đã vướng tranh cãi pháp lý nên đã bị đánh sập. Nhưng chắc Mr. Đàm cũng đã thu hồi vốn đáng kể vì chỉ ngay sau đó 1-2 năm anh đã thành lập thương hiệu Vua Biển. Cho đến nay, nam ca sĩ đã mở được hàng chục cửa hàng kinh doanh hải sản sạch ở 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Trộm vía là ăn nên làm ra. Khách hàng review cũng rất ổn nên có thể là một địa điểm hải sản sạch dành cho mọi người khá là uy tín. Bên cạnh bất động sản và nhà hàng, Mr. Đàm cũng chạy ngược về lĩnh vực giải trí ban đầu của mình. Vào năm 2016, Đàm Vĩnh Hưng tiếp quản công ty trách nhiệm hữu hạn MTV dưới danh nghĩa là tổng giám đốc từ ông Văn Công Hiền. Sau tái cơ cấu, công ty có vốn điều lệ là 9 tỷ đồng. Cho đó, nam ca sĩ sở hữu 90% cổ phần, tương đương số góp vốn là 8,1 tỷ đồng. Đáng tiếc là vì MTV tạm thời đang mất kết nối với nhau nên tiền của Đàm Vĩnh Hưng vẫn nằm ở đó. Thế mà anh vẫn chưa sợ. Tiếp đó, ông hoàng nhạc Việt cũng mạnh tay đầu tư lớn khi là cổ đông lớn sở hữu 75% cổ phần công ty, tương đương phần góp vốn là 3,75 tỷ đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Tiếng Hát Việt. Đây chính là cảm giác ngồi yên chờ tiền tới mà nhiều người mong chờ. Nếu bạn đang tìm một người gia trưởng mới lo được cho em, giàu có lại đẹp trai, phong cách daddy, thì Đàm Vĩnh Hưng quả thật là một sự lựa chọn không tồi cho các chị em. Dù gây sốc khi công khai con trai, nhưng cũng nhờ cậu bé này mà cư dân mạng mới biết Mr. Đàm giàu cỡ nào. Vậy còn bạn có biết những sự thật thú vị nào khác liên quan tới ông hoàng nhạc Việt hay không? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng những bình luận ở bên dưới. Và cũng đừng quên để lại một like và một follow cho ekip tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.